Kính thưa quý vị và các bạn, an toàn cháy nổ luôn là vấn đề sống còn và được chú trọng hàng đầu tại tất cả các khu chung cư cao cấp, văn phòng thương mại. Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn, mà một phần là do các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hoạt động không tốt, không hiệu quả, dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Để giảm thiểu điều đó, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại tổ hợp Sky City 88 Lan Hạ. Tòa nhà Sky City được đầu tư xây dựng một hệ thống phòng cháy chữa cháy khá hiện đại và đạt tiêu chuẩn, nhưng theo thời gian, hệ thống có thể bị lỗi, bị hỏng. Vì thế, việc bảo dưỡng, vệ sinh, kiểm tra hàng ngày bởi các bộ phận, kỹ thuật, giám sát dịch vụ, an ninh, làm sạch là vô cùng cần thiết. Các trang thiết bị như bình cứu hỏa cần phải được kiểm tra, cân định kỳ, đảm bảo đúng trọng lượng, chất lượng theo yêu cầu của Sở Phòng cháy chữa cháy. Các đầu báo khói, tủ bảo phòng cháy, đầu phun phải được vệ sinh, lau chùi thường xuyên để đảm bảo các trang thiết bị sạch sẽ và hoạt động tốt. Ngoài ra, bộ phận giám sát dịch vụ, nhân viên an ninh tuần tra phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhằm phát hiện những trang thiết bị bị lỗi, hỏng, rỉ, sét và báo lại ngay cho bộ phận kỹ thuật để kịp thời xử lý. Ban quản lý tòa nhà Sky City chúng tôi luôn tuân thủ theo các quy trình về an toàn phòng chống cháy nổ theo đúng sự hướng dẫn cũng như chỉ đạo của Sở Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội. Hàng tháng đều tiến hành kiểm tra phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở định kỳ tại các khu căn hộ, khu văn phòng thương mại như California, Maritime Bank, nhà hàng Ngự Thiện để ngăn ngừa, phát hiện những sai phạm, hỏng hóc các trang thiết bị, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ tại tòa nhà, không để xảy ra bất kỳ một trường hợp đáng tiếc nào. Trên đây là một số hình ảnh cũng như công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.